Xin chào các bạn đến với Sun Sale và đánh giá Realme GT 2 Pro là một sản phẩm công nhận là nó ngon nhưng mà có quá nhiều lỗi, đặc biệt là nhiệt độ. Thế thì bây giờ nhá, các bạn thấy giữa Realme GT 2 Pro và Realme GT Neo 5 SE thì nên chọn sản phẩm nào? Câu hỏi thứ hai liên quan đến Redmi K60 và Redmi K60 Pro, và câu hỏi thứ ba, tầm khoảng 5 triệu máy cũ thì nên chọn sản phẩm nào ổn định nhất? Câu hỏi cuối cùng, nên lựa chọn Pixel 5 hay là LG V60? Thank you. Các bạn có quan tâm đến câu hỏi nào thì có thể click vào phần thumbnail like của video nha. Đến với câu hỏi của bạn Đức Nguyễn Ngọc, giờ tầm khoảng 6 đến 7,5 triệu nên mua Realme GT 2 Pro hay Realme GT Neo 5 SE chơi game tầm khoảng 4 đến 5 năm và dùng là máy chính VAD. Thấy con GT 2 Pro cam đẹp hơn và nghe nói chip Snap 7 Plus Gen 2 là con chip giảm xung của con Snap 8 Gen 1, nên đang định mua GT 2 Pro với thêm quạt tản nhiệt X12 Pro ổn không AD dùng khoảng 4 đến 5 năm. Nhu cầu đầu tiên của bạn là chơi game thì chắc chắn phải lựa chọn Realme GT Neo 5 SE. Mình cũng có test lại hiệu năng chơi Realme GT 2 Pro rồi, con đấy thực sự chơi game nóng lắm, nên là để chơi game lâu dài nha, tầm khoảng 4 đến 5 năm ấy, thì không nên chọn Realme GT 2 Pro. Mặc dù bạn có bảo thêm là có sắm thêm quạt tản nhiệt là X12 Pro nữa. Các bạn có lắp quạt tản nhiệt thì công nhận nhiệt độ có giảm đi tương đối, nhưng mà về cái khung kim loại ở trên Realme GT 2 Pro ấy thì nó giảm không đáng kể đâu. Nói chung bạn cầm khá là khó chịu. Cái điểm thứ hai là bạn dùng làm máy chính. Hiện tại với GT 2 Pro đã có ROM quốc tế rồi, còn Neo 5 SE thì chưa có nha. Sắp tới Realme GT Neo 5 SE chắc chắn nó sẽ có ROM quốc tế thôi. Về các trang bị khác, Realme GT 2 Pro nó ngon hơn rất nhiều so với Neo 5 SE nha. Mình thì không biết là bạn có chơi game nhiều không. Nếu mà chơi game ít lắm ý, thì chọn GT 2 Pro và lắp thêm con sóng lạnh vào. Như các bạn cần lưu ý nha, khi mà nhiệt độ nó nóng quá này, hay là ra ngoài trời nắng như cái kiểu thời tiết Hà Nội bây giờ thì thôi, các bạn dùng GT 2 Pro rất là khó chịu nha. Nên là để cho mình lựa chọn thì mình sẽ kém lại một chút để chọn Realme GT Neo 5 SE. Mặc dù là trải nghiệm nó sẽ không tốt bằng về camera, về màn hình, nhưng bù lại các bạn sẽ có trải nghiệm gaming được lâu dài hơn. Còn nếu các bạn mua sản phẩm là cho cái gì nó cũng ok làm một tí thì chọn Realme GT Neo 3 là hợp lý nha. Câu hỏi của bạn Michelle Ri, cho mình hỏi dòng K60, K60 Pro đã có ROM quốc tế chưa nhỉ? Hai sản phẩm này nó có ROM quốc tế rồi nha. Và theo như mình có chiêm lượng được ý, tại vì mình chưa trải nghiệm mà, với cái phiên bản ROM quốc tế này đa nhiệm ổn và thông báo ngon nha. Rồi, đến với câu hỏi của bạn Thảo Nguyễn Thanh TM8VN, mạnh nhất và ổn định nhất tầm giá 5 triệu hàng sách tay qua sử dụng, thời điểm này nên mua máy nào ạ? Tầm tiền khoảng 5 triệu mà đã sử dụng nha, mà ổn định ý, thì mình thấy có Realme GT Neo 2, con này các bạn sử dụng rất ổn định luôn, thực sự luôn. Tầm tiền máy mới hay máy cũ thì Neo 2 vẫn là sản phẩm nó đáp ứng rất tốt cái nhu cầu các bạn chơi game này, các bạn sử dụng hàng ngày còn rất là ngon. Chúng ta đến với câu hỏi của bạn Hoàng Tử 4377, anh ơi, giữa Pixel 5 và LG V60 thì nên chọn máy nào ạ? Ưu tiên camera, màn hình, loa và dùng lâu dài. Hai sản phẩm này bạn chỉ ưu tiên về camera, màn hình, loa và lâu dài thôi thì nên chọn Pixel 5. Bởi vì sao? Bạn không thích game, LG V60 là một sản phẩm nó thiên nhiều về mặt trải nghiệm gaming thôi. Còn các trải nghiệm khác thì mình thấy thực sự với LG V60 nó không phải là quá tốt đâu. Google Pixel 5 đã có tấm nền là OLED hỗ trợ tần số quét 90Hz rồi, trong khi LG V60 nó chỉ có 60Hz thôi. Đấy là một điểm cộng này. Cái điểm cộng thứ hai về chất lượng quay phim chụp ảnh trên Pixel 5 thì nó ngon hơn LG V60 thank you rất nhiều. Cái điểm tiếp theo, trải nghiệm cầm nắm Pixel 5a nó cho trải nghiệm cầm nắm thoải mái hơn rất là nhiều so với LG V60. Và đặc biệt hơn, LG V60 thực sự nha, nó kén sạc lắm luôn ý, và sử dụng nó không còn được mượt mà nữa rồi, trong khi với Pixel 5 các bạn sử dụng còn rất là mượt mà và nó rất lành tính. Vừa rồi là một vài câu hỏi mình có trả lời các bạn, thì các bạn cảm thấy sao? Đừng quên để lại comment bên dưới. Rất mong các bạn ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.